Thuyền thúng là phương tiện rất quen thuộc với nhiều người đi biển, nhưng chỉ có ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chiếc thuyền thúng có phần đặc biệt hơn, khi nó to hơn nhiều so với những nơi khác, có thể chứa đựng được 3 đến 4 tấn mực. Vì vậy, thuyền thúng ở đây được sử dụng ở ngoài khơi xa như các đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Theo anh Tùng, một người chuyên đi đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Trường Sa, những ngư dân hành nghề câu mực thường sử dụng thuyền thúng là dụng cụ di chuyển và đựng mực. Nguyên nhân là nước biển ngoài khơi có nhiều dòng chảy, nên dùng ghe, thuyền nhỏ rất dễ bị lật. Còn thuyền thúng nó có thể xoay vần theo dòng nước, nên an toàn hơn. Là sử dụng rô biển khá, còn cái này là rô biển nè. Rô biển khá, đánh to, chả rô biển, còn cái nhỏ là cho rô biển nữa. Đánh mực sò, đánh bác mực sò đó. Có chứ, lưới đút, lưới vai, mạnh trò, mạnh đẹp, đủ thứ chứ, nó dùng nhưng mà loại nhỏ, cái này mực là loại lớn. Đi thuyền, úp lên cả 100, cả 10 he, cái 10 ký này, mà cả nếu ghe lớn là phải 5 chồng. 5 chồng là 50 ký như vậy này, 50 ký là chở dưới thuyền ấy. Đây nó đổ trường xo, đồ xo mà trèo. Xo lắm. Đây xuống đổ trường xo là đồ đó, ví dụ như vậy đó, xo mà ai nghĩ xo mà trèo. Mấy ngày tới đây mới tới chỗ ba. 5-6 ngày mới tới chỗ mà. Ở xã Bình Dương, không ai biết rõ thuyền thúng ra đời từ khi nào, nhưng hơn 40 năm trở về trước, nghề thuyền thúng ở đây khá ảm đạm, sắp bị mai một. Thì một bộ phận người dân ở trong xã khi thấy nghề làm nông vừa cho thu nhập thấp, vừa có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nên họ bắt đầu khôi phục lại nghề đan thuyền. Trong đó có 4 anh em ông Thủy, ở thôn Đông Yên 1. Ban đầu, ba ông là người đã truyền nghề cho các con, sau khi được họ ngỏ lời. Chỉ khoảng một thời gian ngắn, anh em ông Thủy đã làm thành thạo những chiếc thuyền. Nhưng thuyền lúc này ở dạng nhỏ, chỉ dùng được ở trên sông hoặc đi biển gần bờ. Nên anh em ông Thủy đã cải tiến, làm ra những chiếc thuyền thúng lớn hơn, có đường kính 4 đến 5 mét, có thể sử dụng được ở ngoài khơi xa. Vì vậy, khách hàng tìm đến anh em ông ngày càng đông hơn, ngoài các ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi thì những ngư dân ở tỉnh Quảng Nam cũng đến tận nơi đặt hàng. Với giá mỗi chiếc hơn 10 triệu đồng, công việc này đã mang lại thu nhập ổn định cho mỗi người một tháng khoảng chục triệu đồng. Ở đây thu nhập có thể một tháng được 90 triệu. Đó, lớn ở đây, thằng Lâm Phúc, lùm năm không á thì nói chung mình không có thời gian rảnh quá đi. Mà lùm năm mình nói chung là thu nhập, nó ớt nè, nó bỏ biển nó tha dưới khuôn, thu nhập ít. Bữa anh đây, bữa nó thầu cái mở rồi, cái đũa luộc. Cái lùm này chứ lùm nó quá lùm không thấy thon, nói chung là hồi trước cái biết con giò để lạnh biết là bây giờ mình nấu thêm nấu là cũng cho mình để lạnh đó cho hầu nó cũng lùm thì nó trong hầu cái ít cái dùng bây giờ dùng nhiều anh có bây giờ nó thôi bây giờ dùng nhiều bây giờ mình lùm đủ bóng bên đây rồi lùm đi bảo ông bà là ông chỉ cho mình lùm chứ đòn này ví dụ đòn này gấp này đầu nó đi một lìa góc ngàm này ha rồi bắt đầu nó đi là một lìa góc đứng này khó dài đó chứ không phải dễ đâu cho nên là không có bà chứ mình bây giờ mình coi thì mình luôn được nhưng mà nó cái thúng này nó trong nó có dài nó mới đẹp nó vừa đẹp có thúng nữa mà lên nó dung được nữa chứ giờ làm sao mà không có cái góc này không có cái non này thì thế gì mà không luôn được đó thì không lên không được cái thúng này không là cũng khó chứ mình khi mình luồn rồi là biết nó dễ đã luồn rồi nó dễ biết rồi dễ nhưng bằng đào thì nó khó lắm nhiều người cũng thuận lắm nhưng mà cũng không có được đâu ủa má rồi còn những con nào gì con nào còn đang thế gì con nào nó thì nói chung là thì theo của họ mà họ hư nhiều cái họ đẹp hư ít họ đẹp ít bây giờ cái đó khó lắm bình thường là coi như đã tốn cục là coi như chết thấu rồi đó quần nữa nghe cái bóng bên đây lùm để thấy bóng này bị lùm nó có là công hư nông nó ngang là nó lùm có là công với lại có lợn trong đất thì nó cũng là lùm nó có người công ví dụ nhà công này ví dụ 500 còn có kỳ cái cỡ 300-200 ấy thì mình lùm bên này trước hơi mình cũng biết cái biết đó biết rồi đó mình lùm nó nhanh. Nguyên liệu tạo nên những chiếc thuyền thúng khá đơn giản đó là tre, tre phải là loại không được non cũng không được quá già. Sau khi làm xong thuyền, thì những người thợ sẽ dùng phân bò hoặc phân trâu tươi đánh lên sền sệt, rồi trét vào mặt trong và mặt thuyền đến 3 lần rồi phơi cho khô. Cuối cùng, người thợ sẽ dùng dầu rái để quét hai lớp bên ngoài lớp phân.
Tất cả các công đoạn để cho ra một chiếc thuyền thúng hoàn hảo mất khoảng 12 công, tức khoảng 3 ngày thì bốn anh em ông Thủy lại cho ra một chiếc thuyền mới. Hiện nay, ngoài thuyền làm hoàn toàn bằng tre, thì ở Quảng Ngãi còn xuất hiện loại thuyền mới được làm từ nhựa composite, tuy nhiên, để hoạt động được thì loại thuyền này cũng phải dùng đến tre để làm khung. Bây giờ họ ưa chuộng thứ này cũng luôn làm. Chứ trai bây giờ à, luôn đó có mấy họ mà họ biết lùm tre thì mình lùm tre. Họ ông biết lùm nát không? Ừ. Trai thì có ra thì đây này, lùm ốc đó, trai đó. Cái này cũng cái này cho cái này đúng còn hay á. Má nha mấy. Má chưa biết là sử dụng đâu. Bây giờ đơn bình luận mấy. Cái này thì phải nhanh hơn. Nhanh hơn là cái mê nó má nó đúc. Nó nhanh. Rồi có kia ro tay rồi pha cho được cái rồi bữa đem vô đoan nó lao nó tốn thời gian nhiều hơn là nó 12 triệu này đầu cái mi không là 12 triệu này còn quan thì hết là 18 triệu hả 18 triệu tay là coi như bộ kia bộ nọ là hết 11 công 11 công gì 11 công 16 công thì tay ấy tay đây là 16 công, còn cái này cũng mấy công đi, 5 công á tỷ, 54 công. 5 công đi. Bò chục nam. Bò 40 nam á. Nam. Chứ mà cái thúng này máy ra đi. Một giờ này, thúng lớn á là một giờ. Cái thúng này là máy ra thôi. Cái này nhựa đây là nó quá 5 nam thôi, bò 5 nam thôi. Cái đo kia cả 40 nam rồi. Ở tự cái ngồi đo này nó đo mới động nó đo nhỏ, đo như muỗng hay sao bự lần chứ. Có kỹ sư học trường lớp của đồ kỹ sư nhưng mà cái này là nông dân tự sáng tạo từ xong rồi bắt đầu cứ lần mới chứ áo nhựa nhưng mà cái nhựa của này là cái nhựa dọn nhựa dễ quá chứ mà cái nhựa cứng quá là nó bể dù mình lột cái nhựa thỏ lên cái xuống cái này phải thỏ lên cái xuống đi ấy như đây cái nắp nhỏ là thỏ xuống nắp này chứ thôi nó trả lần nam tục cái thì nó phải thỏ xuống chứ không này nói chung là giờ nó mới phát sinh rồi thì chưa biết cái tuổi thọ nó bao lâu á ví dụ như đâu là bình luận không mấy chứ bày cũng không bày nó không mới rồi mấy nam mà bây giờ vừa đi rồi thì nó bỉ rồi nghe đây tầm cỡ nam không có cái bả cũng nam tùy theo với chung gặp tre nó ngon quá thì cỡ bả nam mà ví dụ như mình mà tre dở là mình không có quản nó cũng như cái xe má này. Ví dụ như xe máy mình đi ảo đi nhanh thì nó té thì đồ đợn mau hư. Mình ít thà nhất rồi thì nó phải mau hư cũng như cái thúng này mình về mùa đông là mình tủ lẹ. Nó lao hư đồ bành nó có cái mưa gió xuống thì nó phải hư hơn. Mình rồi họ mang này là ông nói cả nếu non ngang, cái non ngang là 12.500. Non á, đồ bành non hết luôn. Cộng cái này là 14 triệu đi. Chỉ ngã cho nó đoan hoàn thiện đất cái nhà nha em. Giờ thúng non ngang là bắt đầu thằng nào quấn muốn cho nó hè nước phân đi nước phân bò đó muốn trang đi bắt đầu test bò nước vào là rầu sang làm do cái vụ 4-5 nén rồi đó bắt đầu ấp nè ở ngoài mình quýnh cũng lại y quýnh hè nước phân bò nước vào nữa cái phân là nó chịu cái đó được thì thắng là hầu dài chứ giờ quýnh cái khó là đau dung quá quýnh sợ nước. Hồi xưa người ta quýnh lại cốm chứ mà không được sao nước cốm mà mình xa lúa ăn đó lấy bột cốm bèn nhau tè mình không được không chịu cái hút vô cũng nó không nở nhiều phân nó nở quýnh trên bờ này là cái phân bò đó nó khô hút cái dầu rét luôn là nó cánh cứng luôn bắt đầu xuống nước nữa quá trình xuống nước nữa là nó nở rồi là có dầu nữa là nó không vô được chứ còn mình anh mà quấn phân bò không nghe không quấn đầu đé là xuống nó rõ rồi đi để quấn đầu đé vô đánh vô phân bò thợ bò nén cả bò bông nén nó cánh cái này vô thì đầu đé này. Hiện nay lượng ngư dân đi biển đã giảm nhiều, vì vậy nghề làm thuyền thúng ở Bình Sơn sau hàng chục năm hưng thịnh tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều gia đình thì vài năm nay nghề này lại bắt đầu suy giảm, không có lớp thợ mới nối nghề và lượng khách đặt hàng cũng giảm nhiều, khiến cho nghề làm thuyền thúng ở Bình Sơn đang đứng trước nguy cơ dần mai một như trước đây. 6 chỗ luôn. Nói chung là hậu dương có mấy người lùn mà nó nghĩ lặng mấy cái trong lùn rồi nó ít người. Nó dỗm lần. Thì lớp đẻ bây giờ là nó không lùn rồi. Lớp đẻ bây giờ không lùn. Nguyên lớp câu mực thì lớp như lớp này đi, cái còn lớp sau là không có đi. Lớp thúng mà. Nó cực là một cái thứ hơi đó, giờ nó hạt hành nó là có công trình này kia nó đi lùn chứ còn không ai cũng nữa đó. Nói chung là đất đỏ thì được 100 cứa.
Còn năm nào thì mới là mùa nó chưa biết được. Chúng tôi tường trình cho đài FPTN tại tỉnh Quảng Ngãi.